Kamen Rider Kiss tập 5. Khi qua tiếp tục màn ghi âm của mình, anh nghĩ tôi sẽ là người tiếp theo bị loại bỏ khỏi trò chơi. Mặc dù chị anh cũng đã nghe được phần nào câu chuyện, nhưng cô ấy không có cách nào để gặn hỏi Khi qua và đành phải bỏ đi. Quay về với phần của Buffa, cậu ta cũng có những hồi ức riêng về quá khứ của mình với một người bạn cũng từng tham gia trò chơi này. Sau đó thì người bạn đó đã không còn nữa, hiện tại còn Buffa. Vậy khả năng cao anh ta chính là một Rider, một kẻ đã không thể nào được hồi sinh, cho dù Kids có hồi sinh cũng như reset cả thế giới. Định mệnh thật trớ trêu, nhiệm vụ lần này Buffa là thi công một dự án, và nơi đó lại chính là ngôi nhà mà Kids đang tham gia một chương trình truyền hình. Cả hai đã có màn đối chất với nhau, cũng như sự căm ghét của Buffa trước Kids. Liệu anh căm ghét tôi có phải là hôm nay tôi mặc áo màu đỏ không đó hả Buffa? Tôi không phải là một con bò trong hình hài của người, ok? Màn cãi nhau đầy thú vị chưa kịp diễn ra bao lâu, trận chiến tiếp theo đã được nổ ra. Lần này, những tên Yamato với hình dạng những lá bài, bọn chúng là tấn công cặp đôi với nhau, chơi để phối hợp những cặp đôi, và may mắn đã tạo ra những cặp đôi như thế nào. Giz cùng với Nago, Buffa cùng với Tycoon, cũng như là Mari cùng với tên Rider mới, Burnzuck. Tên này ban đầu mình được tạo ra dựa trên một AI, nhưng không, nó là một trong những người vận hành trò chơi và hắn ta không muốn tiết lộ danh tính của mình, và cặp của hắn lại chính là với Mari. Trong lúc Mari nhặt được chiếc chùy xích rất mạnh thì ông ta đã trao lại cho hắn một chiếc khiên. Hắn ta có vẻ cũng không hài lòng mấy vì hắn khá thích chiếc chỉ xích đó. Phần của Kids cùng với Nago đã nhanh chóng nhặt được một cặp móng vuốt và Kids đã nhường lại cho Nago. Có lẽ anh từ đầu đã nắm quá rõ về trò chơi nên anh biết rằng Nago thực lực của cô ấy không thể nào theo kịp được sức mạnh của bản thân, nên đã trao lại cho Nago những chiếc bất cồ cũng có thể tính là mạnh trong thời điểm hiện tại để cô có khả năng bắt kịp với anh. Đúng như dự kiến, trận chiến đã diễn ra. À quên, tất nhiên ta không phải nói phần Kiwa. Với Buffa, vừa vào game anh ấy đã nhặt được liền Boost. Cậu sống nhờ vào may mắn à. Trận chiến nổ ra với những vuông bài nhưng họ không thể nào đánh bại hắn. Bên phần của Buffa sử dụng Magnum lẫn Zombie của Kids cũng chẳng làm gì được chúng. Nhưng Kids đã nhận ra mấu chốt trò chơi. Khi đánh từ quái vật này, lúc bọn chúng gần như bị đánh bại, bọn chúng sẽ hiện ra quân bài mình đang sở hữu. Sau đó thì bọn chúng đã rút lui, không ai được bất kỳ điểm nào. Và mọi người đã thắc mắc liệu tại sao bọn chúng lại không thể nào bị đánh bại. Sau khi được Kiss gợi ý thì Nago đã hiểu ra Kewa muốn trao đổi Magnum của Buffa để đổi lấy Zombie từ tay Kiss, vì thực chất tất cả những chiếc Buckle đều có sự tương thích nhất định với lại những ID cũng như Magnum và Kiss hay Buffa cũng như Zombie, thì họ sẽ có sức mạnh mạnh hơn so với lại sử dụng bừa bãi. Neon đã đòi cả Boost từ tay của Kewa thì mới chấp nhận thỏa thuận này. Sau đó vẫn như cũ, Boost Magnum đã rơi vào tay Kiss. Sau khi trao lại Zombie cho Buffa, quá khứ của anh lại tiếp tục được hé lộ. Người bạn của anh thật sự chính là một Rider. Anh ấy đã hoàn toàn bị những tên Zalto đánh bại. Với nụ cười của những bóng đen đang rời đi, bọn chúng có thể là những Rider, những kẻ đã bỏ rơi, cũng như đã dẫn dụ bạn của Buffa vô con đường bị đánh bại dễ dàng như vậy. Vì lúc này, Buckle Zombie cũng đang nằm trong tay người bạn của Buffa, nên mình nghĩ khả năng cao là anh đã bị lừa đến nơi của những tên Zalto cấp cao và đã bị đánh bại hoàn toàn. Kiss thì vẫn ở đó chiến đấu để đánh bại tất cả những tên Rider đó, nhưng đáng tiếc hai cũng chẳng cứu được bạn của Buffa, nên có lẽ vì vậy nên Buffa cũng rất căm ghét Kiss, những kẻ có sức mạnh nhưng lại không bao giờ giang tay ra cứu giúp người khác mà chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mà thôi. Khung cảnh kế tiếp là căn phòng luyện tập của Kiss, Nago. Lúc này chúng ta càng thấy được sự tính toán của Kiss là khủng khiếp tới như thế nào. Anh ấy đã nhìn tất cả những video của Nago và biết được điểm mạnh của cô chính là lúc những cô nhảy múa. Tại sao làm như vậy? Ở đoạn trước chúng ta thấy Kiss sau khi có Magnum cũng như Push thì anh ấy đã đánh giá sức mạnh của bản thân ở một tầm cực kỳ cao, và như vậy Nago có khả năng sẽ không theo kịp. Mặc dù có Score nhưng chắc chắn Nago cũng không bắt kịp và không thể nào hoàn thành trò chơi cặp như thế này, nên anh ấy đã tìm ra điểm mạnh của Nago khi cô nghe nhạc và nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô có khả năng bắt kịp với sức mạnh của Kiss ở thời điểm sử dụng Magnum cũng như Push, và điều này đã hoàn toàn thành hiện thực. Tất cả trên giao tô trong căn phòng này chỉ là hình ảnh được tái tạo mà thôi. Sau đó trong màn thực chiến, Kiss đã đánh dấu hai quân bài giống nhau. Trò chơi này cũng đơn giản mà thôi. Chúng sẽ có những quân bài là bích chuồng Roker, và chúng ta chỉ cần đánh bại hai tên với biểu tượng giống nhau. Sau khi Kiss sử dụng Magnum tấn công bọn chúng hai lần thì bọn chúng đã hiện ra những lá bài và đã đánh dấu hai lá bài giống nhau và tiêu diệt người đầu tiên. Cặp đầu tiên có điểm đó chính là cặp của Kiss cũng như Nago với số điểm là 200 sau khi đánh bại hai quân bài. Và theo thông tin thì chúng ta còn 6 quân nữa đại diện những quân bài còn lại. Đây là trò chơi đầu tiên nên chỉ cần giống bích chuột Roker mà thôi, không nhất thiết phải là ba bích đi chung với ba bích. Cuộc trò chuyện cuối cùng mới làm điều thú vị trong trò chơi. Nếu mà anh cảm thấy khó khăn quá, Maris, tên quản gia đã đưa cho anh ấy một tấm thẻ đặc biệt.
Do tích lũy điểm từ những màn chơi trước, họ sẽ được mua một tấm thẻ giúp reset lại tất cả những đội. Và tất nhiên người mà tên Mari này nhắm tới là Bofa, một trong những rider tiềm năng sau Kiss mà thôi. Với tâm thế chúng ta cũng hơi nhìn ra được, Kiss là một kẻ không thể nào lợi dụng được hắn. Hắn thao túng cả trò chơi này. Vì vậy kẻ mạnh nhưng mà cũng không thông minh lắm thì chính là Bofa, một kẻ rất dễ thao túng. Và Kaoru Mari liệu có được phát triển tốt như cách mà Nago cũng như tên Dapan đã được từng được phát triển hay không? Đây chính là lúc mà anh ta phải thể hiện. Chúng ta cũng thấy được một phần tính cách của tên Kaoru Pinchak. Hắn ta chắc chắn sẽ bị đẩy qua ăn hành chung với hắn, lại sẽ là Tycoon mà thôi. Vì Bofa sẽ nằm trong tầm nhắm của Mari. Khi chuyển đội thì điểm họ có vẫn sẽ y nguyên. Còn câu khịa không thể nào trắng trợn hơn, những kẻ không điểm thì không còn quan tâm gì về chuyện này đâu đó hả? Vì chỉ có cặp của Kiss cũng như Nago có điểm mà thôi. Và ai cũng nhìn ra được người mà Mari nhắm tới là Bofa. Cuối cùng cũng chính là lời đề nghị của hắn ta với Kamen Rider Bofa. Đó là những gì diễn ra trong Kaoru Kiss tập 5.